theo nhiều nghiên cứu hiện nay số lượng nam giới có vấn đề liên quan đến hệ sinh lý ngày càng gia tăng vì thế trên thị trường đã và đang xuất hiện rất nhiều sản phẩm chức năng hỗ trợ và điều trị để cải thiện sinh lý cho nam giới trong đó nổi bật nhất là hào biển óc thực phẩm chức năng mang lại hiệu quả cực kỳ tốt thế nhưng nhiều người vẫn thắc mắc khi không biết sản phẩm đó là gì có thành phần gì công dụng ra sao giá bao nhiêu mua ở đâu và thực sự có tốt có hiệu quả không? Nếu bạn vẫn đang quan tâm đến sản phẩm hào biển óc thì đừng vội bỏ qua bài viết ở đây của chúng tôi để tìm lời giải đáp thắc mắc của nhiều người. Tinh hào biển óc là gì? Tinh hào biển óc còn có tên tiếng Anh là Oyster Extracting óc Đây chính là một loại thực phẩm chức năng dạng viên nén được chiết xuất 100% từ hào sữa tươi tự nhiên và giúp tăng cường sinh lý nam giới. Hiện nay, tinh hào biển óc đang được đánh giá là thực phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng với những hiệu quả ổn định, ít gây ra tác dụng dụng phụ khi sử dụng lâu dài thành phần của hào biển óc trong dân gian từ lâu hào biển đã được ví như là thần dược của tình yêu nhờ có khả năng tăng cường sinh lý ở nam giới bà tinh hào biển óc thì được chiết xuất 100% từ hào biển sữa được sản xuất dựa trên công nghệ thủy phân hiện đại nên sẽ được loại bỏ hết các tạp chất trong hào biển và được bổ sung các dưỡng chất cần thiết giúp đạt hiệu quả nhanh hơn khi ăn hào biển thông thường các thành phần trong hào biển 350 mg tinh chất hào biển tươi 8,8 8mg kẽm oxit hai mg vitamin E, phụ liệu vừa đủ một viên năng mềm, công dụng của tinh hào biển óc, tăng cường testosterone và chức năng sinh lý ở nam giới, gia tăng sự ham muốn cũng như là giảm quá trình mạn dục ở nam giới, điều trị các triệu chứng như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện hiện tượng vô sinh, cải thiện và nâng cao chất lượng tinh binh, nhanh hơn, khỏe hơn, đem lại một số lợi ích đối với sức khỏe như tăng sức đề kháng, cơ bắp, hoạt động não bộ, sức khỏe tim mạch, cách sử dụng tinh hào biển để hào biển óc phát huy tác dụng tối đa thì cánh đàn ông nên sử dụng theo đúng chuẩn mực của chỉ định như sau. Đối với nam giới muốn tăng cường sức khỏe nên mỗi ngày uống hai viên sau các bữa ăn chính và liên tục trong 10 ngày. Sau đó duy trì uống mỗi ngày một viên sử dụng liên tục trong 1-3 tháng trong mỗi đợt. Đối với nam giới tập thể thao muốn tăng cường cơ bắp cũng sử dụng hai viên sau các bữa ăn chính và liên tục trong 10 ngày. Sau đó duy trì mỗi ngày một viên kết hợp với luyện tập liên tiếp 2-6 tháng trong mỗi đợt, đối với nam giới muốn nâng to số lượng chất lượng tinh binh, trong vòng một tháng mỗi ngày uống hai viên, sau đó duy trì mỗi ngày một viên liên tục hai, sáu tháng, lưu ý, tinh hào biển ốc có chiết xuất từ thiên nhiên không có tác dụng phụ nên người sử dụng có thể yên tâm hoàn toàn sử dụng lâu dài. Hào biển óc có lừa đảo không? Bất kỳ một sản phẩm nào mà được nhiều người sử dụng phản hồi tích cực và yêu thích thì bên cạnh đó luôn luôn có những tin đồn lừa đảo của các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Những người đó muốn nhằm hạ uy tín thương hiệu sản phẩm có thể thấy tình trạng này rất chung với các sản phẩm khác không phải chỉ riêng với hào biển óc, đồng thời có luôn tình trạng hàng giả hàng nhái kém chất lượng tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang không biết có nên mua hay không. Nếu sự thật hào biển óp lừa đảo thì nó sẽ không nhận được nhiều phản hồi tốt từ những người đã sử dụng. Tinh hào biển óp có tốt không? Theo một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy, sản phẩm này có thể hỗ trợ kéo dài thời gian quan hệ cho người bị yếu sinh lý hay rối loạn cương dương từ 5 tháng 7 phút chỉ sau 2 liệu trình được sử dụng trong khoảng 2 tháng. Vì thế, có thể thấy các quý ông sẽ không phụ thuộc vào thuốc như các loại thuốc kích thích. Tuy nhiên, sản phẩm có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là cơ địa của mỗi người, mức độ của bệnh và nam giới có sử dụng theo đúng liệu trình, thường xuyên hay không, bởi nếu muốn có tác dụng nhanh chóng thì không thể xảy ra được vì hào biển óc không hề phát huy tác dụng ngay lập tức được.